là gì vậy thầy? Và tại sao lại nóng như thế? Ui dồi ôi, hỏi khó thế. Chị lại đã nhìn thấy dung nham bao giờ đâu. Nhưng mà dung nham ấy, nó lại có rất nhiều thứ thú vị về hóa học đấy. Cùng tìm hiểu trong video này nhá. Thì dung nham chắc chắn được sinh ra từ núi lửa rồi. Và có khá nhiều người nhầm lẫn giữa dung nham và magma. Magma nó là cái hỗn hợp sánh đặc, thường có màu đỏ gạch, và nó nóng đến vài nghìn độ C cơ. Nó tồn tại ở trong lòng đất hay ở miệng núi lửa. Khi nó được phun trào ra ngoài, nó tiếp xúc với không khí, với đất, rồi nó chảy xuống thì mới gọi là dung nham các bạn ạ. Lõi trái đất của chúng ta có nhiệt độ rất cao, khoảng 6.000 độ C cơ. Cho nên nó sẽ làm nóng chảy tất cả mọi thứ luôn. Ví dụ như đất, đá hay là các kim loại, nhiều nhất chính là sắt các bạn ạ. Và khi nó phun trào lên qua các núi lửa, khi tiếp xúc với không khí, nó bị oxy hóa để tạo thành rất nhiều các oxit sắt, oxit nhôm hay là hỗn hợp silica. Và đó chính là dung nham đấy. Dung nham thì nhiệt độ nó chỉ còn khoảng từ 700 đến 1200 độ C thôi. Dung nham sau khi nguội đi, trải qua hàng nghìn năm, nó sẽ tạo thành một cái sản phẩm, một loại đất mà chắc chắn các bạn đã từng nghe rồi. Đó chính là đất đỏ Ba Gian. Đất Ba Gian nó chiếm đến khoảng 10% lượng đất ở trên trái đất cơ. Và ở nước ta thì cũng có rất nhiều, đặc biệt là các vùng cao nguyên như Tây Nguyên chẳng hạn. Đất Ba Gian này nó sẽ có pH chỉ từ 5 đến 6, khá thấp nên gọi là đất chua đấy. Và cái màu đỏ hay vàng của nó là do có rất nhiều các oxit sắt hay nhôm. Chính vì vậy nên đất Ba Gian nó không được màu mỡ như đất Phù Sa đâu. Rất khó để trồng các loại cây lương thực hay cây ăn quả. Nhưng lại đặc biệt phù hợp để trồng cà phê hay cao su.